đây nữa, đây nữa, đây nữa, có đây. Lên sơn hay lên chi nữa? Dậy à? Dạ dạ dạ, xương nó chỉ còn nhỏ. À vậy hả? Xương nó còn nhỏ. À đây để về cho bằng anh của anh. Đấy, con khu này là quả đẹp luôn. Nó mấy rồi đó, ôi trời. Giờ con này là 700. À. Cưu à, cái con mày cái này là khác à? Cái mày nó là lông lông tàu. À, là lông lông tàu, con đây là lông 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 cưu luôn rồi đúng không? Lông cưu luôn đó. Lông su đó. Ừ. Nhỏ à. À bỏ lên đi là quái đi cơ đã. Là cái này 7-8 rồi này. Là lông ừ. À là con cái đó thôi, một màu đấy thôi à. Dạ. Năm nay họ đi rồi cũng nhỏ, nó mua sớm lắm. À, rồi nắng lắm nữa à. Dạ. Nó sản xuất nữa. Dạ, vậy là con ngoài đi không được chứ. À vậy hả? Con đi lâu được kiểu cái phải chục con lần ấy, mà chưa có đụng một con duy nhất. À lưng đi mình mua làm. Mà dạ về. Mình đặt xưởng làm. Không mà ở Huế làm hay mua? Dạ Huế làm. À mà về 10 con thôi mà bà hay ra. Dạ. Mày có đâu, năm mấy hò lại đó sợ nó chỉ có đâu to rồi đâu, à, đi hết rồi đó. Ừ. Tại đây à. Con này đẹp. Mua vàng đỏ để cho đẹp. Tại cái màu đó thôi con thôi. Con nhưng mà. Nó vì dùng mình đặt là vẫn có chứ, đặt vàng ngay có chứ. Dạ, không giờ họ làm hay không thôi, giờ chưa nhiều hàng của họ làm. Ờ rồi à. Con đâu nhỏ, đâu lửa đi ra con mẹ con đi đấy. Ờ, à, lưng đi lưng thương rồi. Đi họ, đi hết. Con đóng đi là lưng to hết dạ, hả? Dạ, lưng to hết rồi. Đâu, Nguyên dạy ở dưới này là đóng hang hết đi rồi đó. Giống như con bỏ xì nữa chứ. À, đóng bò hoa múa hả? À, mình bỏ xì nữa hả? Dạ, mình còn bỏ xì cho người ta bán nữa. À. Mình cũng bán luôn. Bỏ đi mô à, chứ gửi đi mô? Dạ, đóng hà, cỏ Hà Nội. À, rồi hả? Còn kỳ cũng đó, à, chưa phải rồi. Ồ, lưng này thì to quá hả? Mà cái này là lưng xương hết à? Dạ, xương hết. Mà cái này giống cái đỏ nó là khoảng mấy tiên? Dạ, 3.7 triệu. Ồ. Là đó. Cái đau khấm thôi. Dạ. Là đỏ giống nhau hết à? Dạ, không khác loài. À, là cũng khác giá luôn. Khác giá. Cái này giống như cái này? Dạ, 2.8 triệu. Là răng để mình phân biệt là hả? Loài dạ, là... 1 tạng với 3 tạng là hết á? Dạ, 1 tạng, 3 tạng. Với con này là những cái đau cóc có chỗ nào? Là nhìn cái phong bằng to hơn với lại giả nó đẹp hơn. À là đầu cóc là giả khác. Dạ, giả khác. Cái phong giả là khác lắm. À. Không, con này dễ ha. Con dễ đẹp hơn con kia. À. Con rất to mà mắt lớn rồi. À. Rồi con này là băng con này đúng không? Dạ, con này là băng cái con là ở trên đây nhà anh. À được à. Dạ. Là, rồi mà con này khác à? Con này là em bé. Con này là cái bơm nó. Là đầu chi kia? Cái này kêu đầu chi? Giờ với con này là kêu đầu chi? Đầu xương lắm cô. Không, ý nó là đầu cóc với đầu chi rồi. Gọi cái tính gọi là đầu cóc với đầu thương rồi. Không, em đây em đầu ít à. Con đầu cóc đó. Đầu cóc là con nào đây hả? Con mà đỏ à. À đây hả? À là 3 tạng nó là đầu cóc. Còn 1 tạng này là đầu chi? À. Để con đi nhỏ to đi. To à? Cơ cơ nó thế nhưng mà con màu nó thế. Có màu đỏ với màu đen đó chứ đỏ để cho quái ra mà mới. Dạ. À đồ mà bạn hay đó đó hả? Cái này em bán ở đây nó cũng bán rồi đây nè anh à. Ồ hờ. Chào ấy bằng đắt hay ngồi rửa lên nè. Cái này là hàng em đóng đi. Đã, bạn đồng đi đó. Con này mỏ chi mỏ ếch à. Con này mỏ ếch này. Lưng cái mỏ dài như cả trế, dịch dẹp đó kiếm này. Đây là một loài ếch mà nó đưa đi đồng đi à? Dạ, bự con này là em đóng đi nè. Dường như con này là mấy? 22 triệu một con. Hả? 22 triệu một con. À là bỏ con xì 2 triệu 2, dạ. À là giả xì, con này là giả lẽ. Giả lẽ là con 1 triệu 2, em bán 1 triệu 2 đó. Con ơi. Ừ. Trang lưng trắng này đẹp này. Vô bì vô bao hết rồi. Động đi ra cho mọi người ạ. Đấy một loài ha. Lần nhiều ghê chứ người ta đồng hàng đi hết á. Dạ cái này là em là chủ yếu bác sĩ nhiều.
chưa mấy, giờ này cũng chưa mấy, anh giờ này bắt đầu là hiện tại em đang còn một cặp kia. Ừ. Con này là hết. À, là con để bạn thế đấy hả? Dạ. Chưa đặt hàng thêm nữa chứ, lâu máu mày có. Chưa biết luôn hả? Dạ. À, rồi là vô vụ rồi đó. Ừ. Thì chưa lấn lá ghê chứ, cuối mới bữa nay mới cuối tháng 7 đấy, đầu tháng 8 mà chưa người ta lấn, người ta đặt mua hết rồi đó, chứng đặt được sợ cũng có luôn lắm đi, sổ cũng ta tăng lấn với nợ nữa thì vì đâu đi về ngọt chứ được chứ đến 600 nữa. Lóng đi nè, cái mũi mang tịt lít đó, cái này mũi đang làm dạng kín xa hả? Lấn nhiều mà được con mà được màu ấy. Đừng có nát, có đôi vào con nát. Đừng đó, đừng đó, đừng đó, để rửa thôi. Có để rửa quái ra chứ, còn nó báo thích màu đỏ thôi. Dứt dứt coi nè. Nhảy mắt coi nè, mắt nhảy. À, rồi đó, nhảy mắt cũng được hả? À, thật chứa lắm mắt lắm đô đấy. Bò lên đồi lên nhảy nhất 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 coi nè. Mùa đi, mùa đi. Mùa vai cày coi nè. Đẹp nhưng mà lại không lỏng trồng đấy, con trồng to hả, to hơn mày cà tê lỏng này cũng đẹp quá nè, lỏng là lỏng tơ, lỏng nhân tàu á, tớ em lấy bấm thì cho cái đẹp đấy. Có hàng thích cày rồi màu đỏ hoặc là màu đỏ chứ không màu vàng. Ừ. Động hàng động hoa đấy chứ, với cái trồng đấy mày ra chứ. À, game này cái này 600 này, bên này 700 này, đắt đấy ra hướng này. Đấy, cha ơi, trồng đấy 600 ngon chứ. Quân đó con nè, quân bị đuối đó con nè.